Minh Phát mới chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến, kết thúc một tuần đầy cảm xúc và thú vị đối với thị trường vàng. Và trong khi giá đã phục hồi tốt từ mức thấp nhất trong 10 tháng gần đây, nhưng giới đầu tư không mấy vui vẻ khi giá vàng đã không có mức tăng mạnh như là kỳ vọng. Trong tuần, giá vàng đã có mức dao động ở biên độ khá rộng tới 60 đô la Mỹ. Mức thấp nhất ghi nhận là 1.680 đô la Mỹ vào hôm thứ Hai và mức cao nhất đạt được là 1.740 đô la Mỹ vào hôm thứ Năm. Tuy nhiên, ở phiên hôm thứ Sáu cuối tuần, một lần nữa giá vàng đã giảm mạnh về 1.699 đô la Mỹ và cuối cùng là chốt tuần ở mức là 1.727,9 đô la Mỹ một ounce. Chúng ta đang kết thúc tuần với mức hỗ trợ giữ kim loại quý ở trên mức 1.700 đô la Mỹ một ounce, nhưng thị trường đã không thể đạt được bất kỳ lực kéo đáng kể nào, ngay cả khi chính phủ Mỹ đã thông qua dự luật kích thích trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ. Thị trường vàng cũng tỏ ra khá thất vọng về việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB đã thu nạp và tăng chi tiêu trong chương trình mua tài sản khẩn cấp của họ. Cả hai tình huống trên sẽ cực kỳ lạc quan đối với vàng vì chúng đang lạm phát, dẫn đến việc in tiền nhiều hơn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hầu như là không để mắt đến mối đe dọa giảm giá tiền tệ đang rình rập. Thay vào đó, họ tiếp tục tập trung vào việc cải thiện các điều kiện kinh tế. Sau khi ký dự luật kích thích trị giá gần 2.000 tỷ đô la Mỹ, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden thông báo rằng chính phủ sẽ mua thêm 100 triệu liều vaccine nữa. Do đó, lợi suất trái phiếu đã đẩy lên mức cao nhất trong một năm qua là trên 1,6%. Mặc dù trong tuần, các quỹ ETF không ngừng bán ra thị trường với số lượng vàng rất lớn, nhưng vẫn không đủ lực để kéo giá vàng giảm sâu về sát vùng là 1.600 đô la Mỹ. Lượng vàng nắm giữ của SPDR, quỹ tín thác vàng lớn nhất toàn cầu, hiện chỉ còn 1.052,07 tấn. Trong tuần, quỹ ETF này đã giao dịch tất cả là 5 phiên bán ra với tổng cộng là 17,19 tấn vàng. Trong tuần qua, giá vàng thế giới khởi điểm ở mức 1.700 đô la Mỹ và chốt tuần ở mức là 1.727,9 đô la Mỹ, tăng 27,9 đô la với tỷ lệ là 1,62%, tính ra tiền Việt Nam khoảng 650.000 đồng. Còn ở tại thị trường trong nước cũng tương tự, ghi nhận giá vàng SJC tăng nhẹ ở mức là 250.000 đồng lượng, khi giá vàng SJC khởi điểm đầu tuần là 55.600.000 đồng lượng và cuối tuần là 55.850.000 đồng lượng. Hiện nay, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7.500.000 đồng lượng và đây cũng là mức chênh lệch ở cả hai thị trường cao nhất từ trước đến nay. Sau đây, mình phát mời các bạn hãy cùng vào nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, tâm lý tiêu cực trên thị trường vàng dường như đang thay đổi với giá vào cuối tuần khi giữ ở trên mức 1.700 đô la Mỹ. Khi các nhà phân tích nhận thấy dấu hiệu của ít nhất là đáy ngắn hạn trên thị trường, theo kết quả khảo sát vàng mới nhất trên sàn Kikuniu. Với một tuần gia tăng tâm lý tiêu cực giữa các nhà đầu tư bán lẻ đã được bật lên khi giá thoát khỏi mức thấp nhất trong vòng 10 tuần qua. Trong khi đó, triển vọng vàng ngắn hạn của các nhà phân tích đang cân bằng trên một ngưỡng tâm lý. Tâm lý trái chiều xuất hiện sau một tuần thú vị đối với kim loại quý, khi các nhà đầu tư cố gắng bám sát tác động của giá dầu tăng lên và người Mỹ đã bắt đầu nhận ngân phiếu trị giá 1.400 đô la Mỹ trước cuối tháng sau khi Quốc hội và Tổng thống Mỹ ông Joe Biden thông qua gói kích thích trị giá 1.900 tỷ đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng khoản chi kích thích tài khoá mới nhất tiếp tục sẽ hỗ trợ lâu dài cho kim loại quý. Tuy nhiên, những người khác lưu ý rằng dự luật chi tiêu mới nhất sẽ thúc đẩy kỳ vọng tăng trưởng, thúc đẩy thị trường cổ phiếu và lợi suất trái phiếu cao hơn. Ông Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options cho biết: "Thật đáng là thất vọng khi giá vàng không tăng cao hơn sau khi gói kích thích trị giá 1.900 tỷ đô la được thông qua. Nếu vàng không thể tăng giá như vậy, tôi không biết điều gì sẽ đẩy nó lên cao hơn. Vàng có vẻ là không tuyệt vời, nhưng tôi trung lập về vàng vào tuần tới. Hiện tại, bạn không muốn mua vàng trong dài hạn, nhưng bạn cũng không muốn bán khống thị trường này với tất cả thanh khoản đang tăng lên." Trong tuần này, có 16 nhà phân tích đã tham gia cuộc khảo sát trên phố Wall. Tổng cộng có 6 người, tương đương với 38% cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.
Trong khi đó, có sự ràng buộc giữa phe giảm và phe trung lập, với 5 nhà phân tích tương đương với 31% thấy hành động giá thấp hơn vào tuần tới và cùng một tỷ lệ dự báo chuyển động đi ngang. Nhìn vào các nhà đầu tư trên thị trường bán lẻ, có tổng cộng 1.611 người đã được bỏ phiếu trong các cuộc khảo sát trực tuyến. Trong đó, có 1.003 người, tương đương với 62% nói rằng họ lạc quan về kim loại quý trong tuần tới. 364 người khác, tương đương với 23% cho rằng giá vàng sẽ giảm. Trong khi 244 người còn lại, tương đương với 15% có ý kiến trung lập về kim loại quý. Các bạn thân mến, không chỉ phần lớn các nhà đầu tư bán lẻ đang tăng giá vàng trong ngắn hạn, mà việc tham gia vào cuộc khảo sát đã đạt mức cao hơn một tháng sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Tâm lý dịch chuyển đổi đối với vàng xuất hiện khi giá kết thúc tuần với mức tăng khiêm tốn. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 4 giao dịch ở mức 1.716,8 đô la Mỹ, tăng 1% so với hôm thứ Sáu tuần trước. Mặc dù tình trạng bán tháo vàng có thể chưa kết thúc hoàn toàn, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng có ánh sáng xuất hiện ở cuối đường hầm. Ông Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Management cho biết, ông sẽ giảm giá vàng vào tuần tới vì thị trường vàng có thể sẽ chứng kiến thêm một đợt dở trôi nữa. Tuy nhiên, ông cho rằng giá đóng cửa là mức thấp nhất theo chu kỳ. Ông nói thêm, từ vị trí hiện tại, chúng tôi có thể thấy giá thấp hơn trước khi đẩy được giá lên cao. Nhưng ngay cả khi vàng có xu hướng giảm giá, tôi cũng không bán. Rất khó để giảm giá vàng khi có quá nhiều thanh khoản được bơm vào thị trường tài chính. Ông Adam Mouton, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forex Line cho biết, khả năng vàng tăng giá vì ông thích thực tế là vàng có thể giữ được mức hỗ trợ quanh là 1.680 đô la Mỹ. Thị trường đang học cách sống chung với lãi suất cao hơn và thông điệp của Fed vào tuần tới là họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, các nhà phân tích khác không tin rằng vàng đã sẵn sàng tăng cao hơn. Ông Colin Szynski, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại CA Management cho rằng vàng sẽ khó tìm được chỗ đứng khi kỳ vọng tiếp tục tăng, rằng nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi nhanh hơn dự kiến từ đại dịch Covid-19. Mặc dù tôi nghi ngờ rằng Fed có thể cố gắng giảm lạm phát và có thể cố gắng che đậy việc tăng tỷ giá đô la, nhưng tôi không nghĩ rằng họ đã sẵn sàng để can thiệp tích cực như Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã thông báo ngày hôm thứ Năm ngày 11 tháng 3. Theo các nhà phân tích, điều quan trọng là phải xem xét vàng hoạt động như thế nào trong tuần tới ở quanh mức 1.700 đô la Mỹ. Họ cho biết việc tiến tới mức 1.760 đô la Mỹ sẽ báo hiệu một đợt phục hồi có thể xảy ra, trong khi mức giảm xuống dưới 1.670 đô la Mỹ có thể sẽ mở ra mức thêm nữa là 1.600 đô la Mỹ một ao. Rõ ràng, như các bạn đã thấy trong tuần, mức thấp nhất là 1.680 đô la Mỹ đã xuất hiện và lần hai là 1.699 đô la Mỹ vào hôm thứ Sáu. Ông Daniel Parmenon cho biết vàng có thể đang bật lên từ đây và củng cố để có mức tăng cao hơn, cần phải đạt được ở trên ngưỡng 1.760 đô la Mỹ. Mức 1.670 đô la Mỹ là mức hỗ trợ. Nếu như điều đó xảy ra, chúng tôi có thể đang xem xét ở mức là 1.600 đô la Mỹ là mức thấp nhất. Chiến lược gia thị trường cấp cao ông Charlie Lebdo của tập đoàn Nasale Fuduri cho biết vàng cần giữ mức 1.700 đô la Mỹ. Tôi muốn xem nó làm được gì ở mức 1.700 đô la Mỹ vào tuần tới. Ông Bob Millett cho biết khả năng vay ngắn hạn là rất có thể xảy ra trong ngắn hạn. Nhưng nếu như đồng đô la Mỹ và lợi suất tiếp tục tăng, vàng có thể sẽ kiểm định lại mức 1.660 đô la Mỹ vào tuần tới. Còn đối với ông Kevin Grady đã chỉ ra rằng việc mua vàng trong ngắn hạn là rất nguy hiểm, trong khi vàng dài hạn cũng không có lợi. Ông nói, để có vàng ngắn hạn trên thị trường in tiền và kích cầu quá nhiều là rất nguy hiểm. Nhưng mỗi khi vàng tăng giá là nó lại được bán ra ào ạt. Các nhà giao dịch muốn tìm kiếm hoặc theo xu hướng và đi theo xu hướng đó. Cho nên, đó là lý do tại sao tôi trung lập với kim loại quý. Các bạn thân mến, tuần tới với 38% chuyên gia trên phố Wall và 62% số người được khảo sát trên thị trường bán lẻ cho rằng giá vàng sẽ tăng. Một tỷ lệ cho thấy thị trường vàng đang trở nên trái chiều sau khi giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng qua, khi trong tuần giá vàng đã chạm mức 1.680 đô la Mỹ. Các ý kiến ở trên Minh Phát đã tổng hợp từ nhiều nguồn và là những nhận định cũng như là đánh giá thị trường bởi giới tài chính thế giới.
Còn giá vàng thực tế diễn biến tăng hay giảm trong tuần tới chắc chắn sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Trong đó, yếu tố ảnh hưởng then chốt vẫn là đà tăng lợi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng đô la Mỹ. Các quỹ ETF có động thái mua bán dòng vàng. Theo như Minh Phát nhận định, với gói viện trợ 1.900 tỷ đô la đã được giải ngân và đến tay người dân Mỹ, đồng nghĩa với việc chính phủ Mỹ sẽ phải in thêm tiền, do đó đồng đô la sẽ phải suy yếu. Do đó, chúng ta cùng chờ đón xem giá vàng trong tuần tới nhé. Các bạn thân mến, bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 3 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được tạm dừng. Các bạn nhớ hãy đón xem các bản tin được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của Minh Phát nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này và chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Nếu như các bạn yêu Kim Lại Quý, các bạn nhớ hãy nhấn giúp Minh Phát một like và bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.